Vâng, xin hân hoan chào mừng và chào đón tất cả các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc đến với kênh Thiên Nguyễn Ao Đồi Dược. Kính thưa các bác, hôm nay thì cũng là một trong những ngày giữa tuần, thời tiết ở Bắc Bộ không có mưa và nhiệt độ cũng rất là dễ chịu. Và hôm nay thì trung tâm cũng xin phép giới thiệu các bác và anh em một con da đeo quan sát cũng rất là huyền thoại. Và con này là một trong dòng sai khủng lặng nhưng giá thành rất là hợp lý các bác nhé. Và tôi sẽ quay chi tiết và tôi sẽ báo giá ở cuối video. Vâng. Trước mắt các bác thì đây là một trong những con tôi đang muốn giới thiệu, đó là con gì? Đó là con Victor JVC và có model là PCVK300 các bác nhé, VK300. Con này thì trên kênh cũng có giới thiệu rất là nhiều đợt rồi. Thì xin phép được giới thiệu với các bác và anh em. Con này là một trong những con dòng sai khủng, nó rất nặng. Con này nếu mà tổng trọng lượng của em này của nó là đâu đó trên chục cân các bác nhé, hơn chục cân, rất là nặng luôn. Đấy. Và cái chiều ngang của em nó cũng có sai rất là khủng, các bác nhìn thấy. Nó tầm khoảng 70 phân chiều ngang các bác nhé, 70 phân chiều ngang. Chiều cao của nó thì cũng hơn 20 phân, khoảng 25 phân các bác nhé, hơn 1 ga. 25-27 phân. Tức là con này là một trong những con size rất là khủng. Chỉ tóm tắt qua thế là các bác thấy rằng là size nó rất là khủng các bác nhé. Thì em này cũng được trung tâm tuyển chọn về và cũng đã được bảo dưỡng các cái chi tiết rồi. Xin phép được quay giới thiệu cho các bác và báo giá chi tiết để các bác cân nhắc. Em này là một trong những em rất khủng nhưng phân khúc giá rất là hợp lý. Đây, tôi sẽ quay chi tiết để các bác có thể theo dõi, để mình có thể có cái sự so sánh giữa con nọ con kia, giữa xốp nọ và xốp kia các bác nhé. Về cơ bản thì đây các bác có thể thấy đây, em này là sử dụng dòng ba cục các bác nhé. Đây, tất cả các đường viền nó mạ của em nó đây, còn rất là đẹp các bác này. Hệ thống phím nút cũng như là các cái viền loa. Đây, viền loa các bác này, còn sáng quắc soi gương luôn, đấy nhé. Tất cả các viền loa này các bác này, phần mặt tiền rất đẹp các bác nhé, loa trắng bóc, đây phím nút thì các bác này, còn rất là đẹp. Đây, tất cả các góc cạnh của nó đây các bác này, đây phía sau này của nó đây các bác này, tôi sẽ quay phía sau, và em này có cả sơ di luôn các bác nhé, đây, phía sau sản phẩm này các bác này, đây là sơ di của sản phẩm các bác này, 7466 là 7468 hay là 66 vậy. Đúng rồi, 7466 các bác nhé. PCVK300. Đây là đường line in layout của nó các bác nhé. Xin lỗi, đây là đường line in. Đấy, line in. Và cái đường bên cạnh là đường cắt xét ra để ghi. Còn đây là đường ra loa bên cạnh. Còn đây là đường follow các bác nhé. Follow đây. Đấy. Rất là đẹp luôn. 820 các bác này. Về 821 này, trùng của nó luôn nha các bác nhé. Về hình thức con này còn rất là giữ được rất là đẹp. Và con này thì cái chất lượng đầu từ rất là hay các bác nhé, cái từ nó rất là chất. Quai zin, anten zin hết các bác nhé, anten zin. Tôi sẽ tiến hành test tính năng để các bác tiện theo dõi. Đây là nút mở nguồn các bác này. Đấy, tắt mở nguồn này. Và cái này đang để chế độ, đây là chế độ này là cassette các bác nhé. Người Nhật thì người ta khá là không thông thạo về tiếng Anh, cho nên những cái con đài này hoàn toàn tiếng Anh thì người ta lại phải phiên âm bằng tiếng Nhật. Đây các bác này, những cái này người ta dán vào tôi vẫn giữ nguyên. Đây, tất cả các cái người ta dán vào tôi vẫn giữ nguyên nhé. Đấy, bóc hay không là do của việc của các bác, chứ tôi cũng vẫn giữ nguyên hết. Đây, đây là nút tắt mở nguồn các bác này, tắt mở nguồn chính này. Đây là phần cassette các bác này. Đây là các bác nhỉ, cái tính năng tìm bài của nó này các bác này. Đây, khi các bác ấn thì cái đèn này nó sẽ báo là MS đỏ lên, thì lúc đấy là nó đang tìm bài. Thực ra tính năng tìm bài thì nó là tính năng phụ thôi, nhưng cũng test để các bác thấy nó cũng có chạy bình thường. Ngãi mẹ sinh thành chớ cố. Vớt lại các bác này, ngồi chiều vớt là các bác ấn nút này nhé, sẽ vớt lại. Đây là tạm dừng các bác này. Anh mẹ sinh thành chớ có quên công trang đài. Con này thì đầu từ tôi đánh giá là rất là chất, cả hai cơ đầu từ rất là chất các bác này. Đây là cửa hai số hai. Trả lại cho anh tình thương ơi. Các bác thấy không? Nghe tiếng nó rất là chất,
tức là cái đầu từ của hai của cái con này còn rất là mới các bác nhé. Đây tôi thử là cái băng tuồng này thì cái tiếng băng tuồng sẽ khác với tiếng băng ca nhạc các bác nhé. Đấy, cho nên tiếng rất là chất và các hệ thống equalizer cần gạt này nó chạy bình thường hết các bác nhé. Tiếng rất là hay các bạn ạ. Tiếng rất là hay. Đây các bác này. Tù đi tù lại này. Đó, tù lại này. Bình thường hết các bác nhá. Tiếng tôi thấy con này tiếng rất là hay. Đây, từ các bác nhá. Nó chưa tốt hết mà mình đã ấn ngay thì nó sẽ không ra được. Này nó cái băng này hơi rắt tí. Đây các bác này. Đấy, băng nó rắt nhá. Đây này các bác này. Tiếng rất là chất. Đó, cửa tiếng rất là chất các bác nhé. Tôi đi lại thì tất cả cái này chạy bình thường hết các bác nhé. Bình thường hết. Đó. Thì con này cassette thì cũng đã được kiểm tra rồi các bác nhé. Kiểm tra rồi và tôi thấy đánh giá cái đầu từ nó rất là chất. Đầu từ con này còn rất là chất các bác này. Đây, từ luôn này. Đấy, cả hai từ đều rất là chất luôn. Đấy, trung tâm bảo dưỡng rất là kỹ. Đấy, thì cái đầu từ tôi đánh giá rất là chất lượng luôn. Tôi sẽ test cho các bác cái phần cassette. À xin lỗi, phần radio. Đây, các bác nhìn tinh này, đây là radio này. Chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Tại bệnh viện, bệnh nhi được chẩn đoán mắc Einstein tai D, suy tim. Đây là cái băng AM các bác nhé. Ngoài trời thì nó không có những cái tạp âm réo rít bởi vì là trong nhà thì nó thật các bác là các cái thiết bị điện tử của mình, ví dụ như là các cái bóng thắp sáng là bóng LED chẳng hạn, thì nó có cái nguồn rung cho nên rất hay có tiếng ríu rít ra và nghe nó hay phát vào đài. Mà cái đài ở cái băng sóng chung ấy, hay gọi là băng MW ấy, hoặc AM đây, thì là cái băng sóng chung thì nó rất hay bị nhiễu những cái đấy. Cho nên nhiều khi là thử trong nhà thì các bác thật sự thông cảm, cái đấy là do cái nhiễu của điện chứ không phải do của đài. Thì ra ngoài trời thì cái việc đó nó khắc phục được. Có điều là cái thời tiết ở Bắc Bộ thì các bác thấy rồi, gần như cái tháng rồi chả có lúc nào là nó có cái thời tiết quang, trời quang với tạnh như này, là rất ít này các bác này. Hiếm lắm ạ, đại đa số là cái trời toàn cứ mưa. Mưa thì không phải mưa to, mưa nhỏ, thế nên là nó cũng rất là bẩn và không thể quay được ngoài trời. Chứ thông thường thì tôi các cái này tôi bao giờ tôi cũng quay ngoài trời để các bác xem nó rõ ràng hơn. Chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu nành. Đó là băng AM các bác này, băng FM này, các bác ấn ở đây. Ấn vào ra FM. Đi trên đường công bằng rồi. Hãy cùng đến với của trải nghiệm tiêu dùng ngày hôm nay. Trải nghiệm tiêu dùng để đến với tiêu dùng thông thái. Thưa quý vị, không đảm bảo rằng cái này cái phần FM của nó có một cái dây anten, cái lối từ cái anten này này và cái bo mạch, thì chắc là trong quá trình bảo dưỡng là quên không cắm rác đó, thì không có cái cắm rác đó thì nó sẽ tín hiệu của FM nó sẽ bị thiếu các bác nhá. Nhưng mà tóm lại là con này chạy bình thường, chỉ quên một cái chức năng đó thôi các bác này. Đây là nó chạy bình thường này, này không phải là thuốc à. Không thay thế thuốc chữa bệnh. Đó, tức là quên không cắm cái dây vào thì những cái đài mà ở xa nó sẽ bị thiếu sóng. Còn những đài gần thì đương nhiên là bình thường rồi. Hoặc những đài phát sóng về bình thường thì cái này tôi sẽ để ý tôi tháo ra tôi sẽ cắm lại các bác nhé. Đấy là cái chi tiết khi bảo dưỡng mình sơ suất, mình quên. Đấy, FM. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật đất đai sửa đổi. Luật đất đai 2024, luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Với nhiều con này thì nó có cả lay in và lay out các bác nhé, lay in và lay out. Đó, thì là con này là một trong những con cũng đã được trung tâm bảo dưỡng kiểm tra, cũng như là được kiểm tra tất cả các chức năng chạy rất là ok rồi. Và em này thì hình thức như tôi đánh giá là làm trong tốt rất là đẹp rồi các bác nhé, rất là đẹp rồi. Nó không phải làm trong tốt hoa hậu nhưng làm tốt rất là đẹp, bởi vì thực ra các bác có biết rằng những con này đến bây giờ nó rất là nhiều chục năm rồi. Mà để giữ được cái hình thức đẹp như này, các cái đường viền nước mạ của nó còn sáng bóng soi gương này, thì đó là cái điều
khó có thể các bác nhá, rất là khó có thể luôn. Đấy, nhưng mà em này thì giữ được sáng bóng xoay cương luôn, tất cả các hệ thống đường viền nó mạ lúng lút, rồi mặt của nó sáng quắc này các bác nhìn này, các cái viền loa này sáng như tinh như mới luôn, tất cả các viền loa các bác này. Đấy. Và cái loa nó cũng không bị gì hết nhé, loa nó rất là đẹp luôn. Thì hiện tại thì con này trung tâm đang bán hỗ trợ các bác là 7 triệu các bác nhé, 7 triệu đồng các bác đã có một con Victor JVC, dòng rất là khủng, âm thanh rất là hay. Nếu bác nào mà thích nghe âm thanh hay thì gần như không bỏ qua được dòng này. Tại sao cái dòng này nó hay? Thứ nhất là con này nó sử dụng loa bát công suất lớn, cái thứ hai là con này có check, và cái thứ ba là cái thùng này là thùng bằng gỗ các bác nhé. Tất cả những con VK300 và 330 là cái thùng này bằng gỗ, cho nên tiếng âm thanh nó rất là hay. Đấy, rất là hay. Thì đấy là cái tôi nhấn mạnh để các bác là những người chơi những con đài con tầm vừa tiền và chất lượng âm thanh hay thì các bác không bỏ qua được em này. Rồi, xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo nhé. Xin chân thành cảm ơn các bác ạ. Xin chào các bác ạ.